sự vững vàng của em. Rất là vui mừng khi thấy các em có những cái bước chúng ta đi hôm nay, và thầy hy vọng rằng qua các buổi giao lưu này, các em học sinh khối 12 sẽ có nhiều công đó, và anh chị sẽ giúp các em định hướng các em. Và thứ hai nữa là qua cái buổi giao lưu này thì thầy mong rằng các em hãy noi gương anh chị, chúng ta cố gắng để chúng ta có kỳ thi tốt nhất. Yeah.